Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 41. Cái gì? Chọn một người trong số họ. Nghe vậy, những người phụ trách trong 6 tỉnh Đồng Hải đều điên cuồng. Lạc Tông Cơ, kẻ có địa vị thấp hơn mạo phạm cấp trên, cầu kết với phản loạn nhà họ Lý ở Đông Hải, mau bắt ông ta lại. Người phụ trách một tỉnh nào đó ở Đông Hải hét lên. Đúng vậy, Lạc Tông Cơ phạm tội không thể tha, mau bắt lại. Mau bắt Lạc Tông Cơ. Ngay sau đó, các lãnh đạo cao nhất trong các tỉnh ở Đông Hải ra lệnh, ánh mắt họ nhằm vào Lạc Tông Cơ, tất cả đều ra lệnh bắt giữ. Lên, hơn nghìn người lao lên. Hỗn láo, ai dám bắt tôi, ai dám bắt tôi, Lạc Tông Cơ điên cuồng hét lên. Đáng tiếc, cây đỗ bầy khỉ tan, bọn họ đang nhìn chăm chăm vào vị trí của ông ta, lúc này Lạc Tông Cơ hét khản cô cũng không được gì. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Lạc Tông Cơ bị một nhóm người đè mạnh xuống đất, không thể cử động được. Thả tôi ra, bọn khốn nạn, thả tôi ra. Lạc Tông Cơ rất không cam lòng. Dương Tiêu bước tới vỗ vào mặt Lạc Tông Cơ, xem ra ông vẫn chưa rõ tình huống của mình. Ông đã bị bắt giam, chờ đợi hình phạt cuối cùng từ chính phủ Long Ảnh đi. Thằng khốn, Lạc Tông Cơ tức giận trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu vẫy tay, Lôi Đông rất thông minh bước tới lấy sa mạc chi ưng NT tay Lạc Tông Cơ đưa cho Dương Tiêu. Dương Tiêu cầm sa mạc chi ưng nói đùa dí dỏm, vừa nãy ông cầm khẩu sa mạc chi ưng này ban Lý Minh Hiên đúng không? Tốt, rất tốt, tốt lắm. Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trên người Dương Tiêu, Lạc Tông Cơ mất hồn mất vía. Cậu muốn làm gì, cậu muốn làm gì, Lạc Tông Cơ kinh hãi hét lên. Dương Tiêu cười quyến rũ, làm gì? Đơn giản, đương nhiên là máu trả máu. Vừa rút lời, Dương Tiêu đã bóp cò bắn vào cổ tay phải của Lạc Tông Cơ. Với một tiếng vang lớn, cổ tay phải của Lạc Tông Cơ tóe máu, Lạc Tông Cơ đau đớn hét lên suýt ngắt xỉu. Dám bản Lý Minh Hiên ngay trước mặt tôi, ông thực sự cho rằng tôi không tồn tại. Ông bắn một lần, tôi cũng bắn một lần, giữa chúng ta hoài. Dương Tiêu nói đùa. Hòa, giữa chúng ta hòa. Ông ta bắn vào Browning trên tay Lý Minh Hiên, Dương Tiêu bắn vào cổ tay ông ta, đây mà là hòa. Ma quỷ, cậu là ma quỷ. Lạc Tông Cơ mặt mày tái nhọt kinh hãi nói. Dương Tiêu lại vỗ vào mặt Lạc Tông Cơ, được rồi. Chờ hình thức trừng phạt cuối cùng của Long Ảnh dành cho ông đi. Nói xong, Dương Tiêu không còn do dự nữa, anh đưa sa mạc chi ưng cho Lý Minh Hiên, đến lượt anh biểu diễn rồi. Lý Minh Hiên nhận sa mạc chi ưng, anh lập tức khóa chặt Lý Minh Trạch. Bảo vệ tôi, nhanh lên, bảo vệ tôi. Lý Minh Trạch mất hồn mắt vía hét lớn. Nhóm vệ sĩ của Lý Minh Trạch và nhóm người do Lý Minh Trạch đứng đầu đều thay đổi vẻ mặt. Phút 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 phút. Theo sau Lý Minh Hiên dứt lời. Lôi Đông và 2-3 nghìn chiến sĩ Long Ảnh có mặt tại hiện trường đều giơ vũ khí nhắm vào bọn Lý Minh Trạch. Má ơi! Nhìn thấy mấy nghìn vũ khí u âm nhắm vào bọn họ, nhóm người sợ hãi suýt tè ra quần. Dương Tiêu chế giễu, không muốn chết thì tránh Red. Tránh, chúng tôi sẽ tránh. Nhóm con cháu nhà họ Lý và vệ sĩ coi Lý Minh Trạch là người đứng đầu đều kinh hãi, lập tức tránh xa Lý Minh Trạch. Khôn kiếp, khôn kiếp! Nhìn thấy nhóm người vốn đang nịnh hót mình chạy hết. Lý Minh Trạch tức giận gần như bùng nỏ. Lý Minh Trạch, trận chiến giữa anh em chúng ta cuối cùng cũng đến hồi kết. Lý Minh Hiên lạnh lùng nói. Cảm nhận được ý định giết người của Lý Minh Hiên, Lý Minh Trạch sợ tới mức toàn thân run lên, anh ta biết mình đã thất bại hoàn toàn. Lạc Tông Cơ bị bắt, anh ta mất hết chỗ dựa. Bị trồ khoảnh khắc tiếp theo, đầu gối Lý Minh Trạch mềm như quỳ xuống trước mặt Lý Minh Hiên, ánh mắt anh ta cầu khẩn, tội sai rồi, anh cả. Tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa, xin anh đừng giết một tôi, làm ơn đừng giết tôi muôn sông, tôi hứa, chỉ cần anh cả tha cho tôi ở nhà họ Lý sẽ tôn anh là chủ. Không cần, trước sự cầu xin của Lý Minh Trạch, trong mắt Lý Minh Hiên hiện lên vẻ ớn lạnh ngang tàng. Bằng, trước sự chứng kiến của mọi người, Lý Minh Hiên chĩa sa mạc chi ưng vào đầu Lý Minh Trạch bóp cò một cách ngang tàng. Cậu Lý, tôi tới giúp cậu một tay. Ngay lúc Lý Minh Hiên bóp cò, ngoài cửa vang lên một giọng nói, Cao Tử Thành cậu chủ nhà họ Cao, gia tộc đứng thứ hai ở Đông Hải dẫn đầu một nhóm tỉnh nhuệ nhà họ Cao xông vào. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn, Cao Tử Thành. Vừa bước vào khách sạn đã thấy Lý Minh Trạch quỳ trên mặt đất với cái đầu nở hoa. Một viên đạn kim loại bắn vào đầu Lý Minh Trạch, thân thể Lý Minh Trạch chợt run lên, hai mắt dần trở nên đờ đẫn. Ngón tay Lý Minh Trạch khẽ run trong chữ lát, sau đó ngã xuống đất.
chết, cuối cùng Lý Minh Trạch vẫn không thể thoát chết. Người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến giành vị trí chủ nhà này là Lý Minh Hiên, chứ không phải là Lý Minh Trạch. Con mẹ nó, nhìn thấy Lý Minh Trạch bị Lý Minh Hiên diệt chết, Cao Tử Thành sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, mặt mày tái mét ngay lập tức. Lý Minh Hiên từ từ xoay người lại, họng súng của Sa Mạc Chi Ưng lại nhắm vào Cao Tử Thành. Đờ mời Lý Minh Hiên, anh muốn làm gì? Tôi là cậu chủ nhà họ Cao, anh muốn giết tôi. Anh điên rồi hả? Thấy Sa Mạc Chi Ưng chĩa vào mình, Cao Tử Thành sợ hãi đến mức suýt tè ra quần. Bằng! Nhìn chằm chằm Cao Tử Thành, Lý Minh Hiên nổ súng không thương tiếc. Hự, dưới sự chứng kiến của vô số người, Cao Tử Thành bị bắn trúng ngực, lập tức trào ra một dòng máu tươi. Bằng 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 bằng! Lý Minh Hiên bóp cò liên tục, Cao Tử Thành bị bắn trúng liên tục. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Cao Tử Thành ôm ngực, nhìn Lý Minh Hiên không tin nổi, cuối cùng ngã quỵ xuống đất. Dương Tiêu nheo mắt, anh thật sự không ngờ vào lúc này Cao Tử Thành lại đến tìm chết. Đồng thời, thủ đoạn của Lý Minh Hiên khiến Dương Tiêu rất hài lòng, đủ tàn nhẫn, chỉ khí đủ tàn nhẫn thì mới có thể có được chỗ đứng vững chắc. Lý Minh Hiên biết rất rõ Cao Tử Thành vẫn luôn có quan hệ tốt với Lý Minh Trạch, hai người họ Ngưu tầm Ngưu, mã tắm mã. Nếu đã ra tay, Lý Minh Hiên này tuyệt đối sẽ xử lý một trận lớn trong Đát Đông Hải. Tất cả những kẻ là kẻ thù của anh, tất cả những kẻ câu kết với Lý Minh Trạch đều sẽ bị xử lý. Được cha Lý Minh Dương hun đúc cho từ khi còn nhỏ, Lý Minh Hiên hiểu rõ nên làm người, làm việc như thế nào. Đặc biệt Lý Minh Hiên hiểu rất rõ đứng trên một cấp độ, nên làm thế nào mới ổn định được bước chân của mình tốt hơn. Lý Minh Hiên không có trái tim anh hùng, nhưng để anh trở thành người đứng đầu một nhà quyền thế chuyên kỳ, kỹ năng và hành động của Lý Minh Hiên hoàn toàn đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trở thành một người đứng đầu chuyên kỳ. Lúc này, nhìn thấy Lý Minh Hiên không hề dài dòng dê Lý Minh Trạch và Cao Tử Thành, rất nhiều người có mặt tại hiện trường to lớn hít hà. Rõ ràng nhiều người không ngờ tới Lý Minh Hiên trông có vẻ là một quý ông nho nhã, nhưng lại kiên quyết như vậy, điều này hoàn toàn vượt quá mong đợi của họ. Cuối cùng, Lý Minh Hiên chĩa Sa Mạc Chi Ưng vào Lý Minh Hồng. Giờ phút này, Lý Minh Hồng sợ tới mức tè ra quần, khiếp sợ nói, anh cả đừng giết em đã biết sai rồi, em đã thay đổi suy nghĩ, anh yên tâm, về sau ở nhà họ Lý, em sẽ coi anh cả là tôn. Lý Minh Trạch đã chết, Lý Minh Hiên lại ra tay tàn nhẫn. Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, nếu anh ta còn không lây lòng Lý Minh Hiên, chắc chắn sẽ có kết cục như Lý Minh Trạch. Bó, lúc này, Lý Minh Hiên nhìn về phía cha mình Lý Minh Dương. Cha anh có mặt tại hiện trường, và anh đã giết Lý Minh Trạch, nếu lại giết Lý Minh Hồng thực sự có chút không thích hợp. Con trai của ông trở mặt thành thù, Lý Minh Dương thân là cha mặc dù rất buồn, nhưng ông vẫn chưa đến mức hồ đồ. Lý Minh Dương chậm rãi đi tới trước mặt Lý Minh Hồng, ông thất vọng nói, biết tại sao bó lại đặt tên đệm của các con là Minh không? Bó, tại sao? Lý Minh Hồng hỏi theo bản năng. Mọi người có mặt tại hiện trường cũng khá ngạc nhiên, ông Lý tên là Lý Minh Dương, tên đệm của các con ông đều là Minh, Lý Minh Hiên, Lý Minh Trạch, Lý Minh Hồng, trông như cùng đệm với Lý Minh Dương. Như đã biết, trong Thiên Phủ Chi Quốc rất coi trọng bối phận và danh xưng. Giống trường hợp của nhà họ Lý ở Đông Hải, những người không biết sẽ nghĩ Lý Minh Dương và bọn Lý Minh Hiên là anh em ruột. Lý Minh Dương chậm rãi nói, đó là bởi vì bố mong muốn giữa anh em các con sẽ không có nhiều nghỉ kỳ và lục đục với nhau, từ đó Minh Đức, Minh Chí, Minh Lý. Minh Đức, Minh Chí, Minh Lý, có tài có đức, sáng sủa ốt, sáng dạ Minh Đức, Minh Chí, Minh Lý. Nghe đến đây, nhiều người có mặt tại hiện trường lân lượt sững sờ. Họ không ngờ ông Lý Minh Dương lại dụng tâm lương khô như vậy, dùng chữ Minh dặn dò các con trai mình phải làm người như thế nào. Đáng tiếc, rõ ràng Lý Minh Trạch và Lý Minh Hồng không hiểu dụng tâm lương khô của Lý Minh Dương. Dụng tâm lương khổ, phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại. Bó, con, Lý Minh Hồng mở to mắt. Đáng tiếc, con và Minh Trạch đã khiến bố rất thất vọng. Lý Minh Dương mệt mỏi, cuối cùng xua tay. Bó. Lý Minh Hồng kinh hãi. Anh ta biết cha anh ta muốn bỏ anh ta. Lý Minh Hiên cũng không ngờ cha mình lại hành động kiên quyết như vậy. Dương Tiêu nhìn Lôi Đông nháy mắt. Lôi Đông hiểu ý, ông ta cầm một khẩu Browning bắn Lý Minh Hồng. Bằng! Bằng 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 bằng! Lý Minh Hồng tuyệt đối không ngờ tới, anh ta không chết trong tay Lý Minh Hiên, mà chết trong tay của Lôi Đông. Hự, Lý Minh Hồng rên lên một tiếng, hai mắt mở to rồi ngã xuống đất chết.
Nhìn chằm chằm Lý Minh Hồng đã tắt thở, ánh mắt Dương Tiêu hơi lạnh. Năm đó nhà họ Lý ở Đông Hải được anh đích thân nâng đỡ, anh không gật đầu, ai dám tranh quyền đoạt vị. Tranh quyền đoạt vị thì cũng thôi, còn dám nhắm vào Lý Minh Hiên, đây đúng là tìm chết. Lý Minh Hiên đã diệt Lý Minh Trạch, trước mặt ông Lý Minh Dương anh ấy không tiện ra tay nhắm vào Lý Minh Hồng, nhưng Dương Tiêu có thể giúp Lý Minh Hiên giết Lý Minh Hồng. Nhìn Lý Minh Hồng đã chết, Lý Minh Dương đau lòng nhắm mắt lại. Vài giây sau, Lý Minh Dương chậm rãi mở mắt ra, trên mặt ông tràn đầy tang thương, để mọi người chê cười rồi, tôi đã già, đến nước này, tôi tuyên bố, chủ nhà tiếp theo của nhà họ Lý ở Đông Hải là con trai cả của tôi, Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên là chủ nhà, chấm, nghe vậy, nhóm con cháu nhà họ Lý ở Đông Hải coi Lý Minh Trạch là người đứng đầu đều tái mặt. Mặc dù bọn họ đã đoán được kết quả, nhưng khoảnh khắc Lý Minh Dương thông báo, trong lòng bọn họ vẫn run rẩy dữ dội. Lý Minh Hiên liếc nhìn mọi người tại hiện trường, anh thờ ơ nói, tương lai trên đất Đông Hải, mong mọi người ở đây quan tâm Minh Hiên nhiều hơn. Chủ nhà Lý khách sáo rồi, chủ nhà Lý trẻ tuổi có triển vọng, sau này chắc chắn là chủ nhà Lý sẽ quan tâm chúng tôi nhiều hơn. Đúng đúng đúng, chủ nhà Lý trẻ tuổi có triển vọng, chúng tôi đều già cả rồi, tương lai hy vọng chủ nhà Lý sẽ dẫn bọn ông già này cùng hưởng vinh hoại. Đúng vậy, chủ nhà Lý khách sáo quá, yên tâm, sau này trên đất Đông Hải, chúng tôi sẽ coi chủ nhà Lý là tôn. Chuyện đã đến mức này, các nhà quyến thế giàu có ở Đông Hải lần lượt bày tỏ thái độ, tất cả bọn họ đã hiểu rõ ngoài mặt Lý Minh Hiên prông quý ông nho nhã, bên trong lại ẩn chứa khí thế mạnh mẽ. Nếu còn không bày tỏ thái độ rõ ràng, với thủ đoạn của Lý Minh Hiên và sự hỗ trợ của Dương Tiêu, địa vị của họ ở Đông Hải chắc chắn sẽ bị đe dọa. Kính chào chủ nhà, một tên con cháu nhà họ Lý ở Đông Hải bước tới nhanh chóng nói. Đúng đúng đúng, kính chào chủ nhà. Một tên con cháu nhà họ Lý coi Lý Minh Trạch là người đứng đầu run rẩy bước tới. Kính chào chủ nhà. Chúng tôi kính chào chủ nhà. Trong phút chốc, tất cả các thành viên của nhà họ Lý ở Đông Hải bước lên trước kính chào. Đứng ở chỗ cũ, Lý Minh Hiên thương tích đầy mình bỗng chốc trở thành ngôi sao sáng nhật hiện trường to lớn. Đích thân anh dẹp loạn, giúp đỡ Lý Minh Hiên trở thành chủ nhà họ Lý ở Đông Hải, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhét lên. Vấn đề này lắng xuống, việc tiếp theo cần làm là đối phó Lucifer. Cùng lúc đó, Lucifer đang bế quan ở đề đô cũng chậm rãi mở mắt ra, sát khí bừng bừng nói, thời gian tranh nhau không nhiều lắm, Long chủ điện hạ, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng về chầu trời chưa? Đưa Lạc Tông Cơ đi, Dương Tiêu trầm giọng hét. Đi, nhóm chiến sĩ Long Ảnh đè Lạc Tông Cơ đưa ra ngoài khách sạn. Là người phụ trách cao nhất của Long Ảnh trong 6 tỉnh Đông Hải, Lạc Tông Cơ cũng không phải người ăn chay, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Lạc Tông Cơ đột nhiên dùng lực, hai chiến sĩ Long Ảnh hoàn toàn không phải đối thủ của Lạc Tông Cơ, ông ta nhanh chóng giật vũ khí trong tay của một chiến sĩ Long Ảnh. Hừ, nhìn thấy Lạc Tông Cơ dám phản kháng, Dương Tiêu nhíu mày. Lạc Tông Cơ cầm vũ khí, ông ta cười điên cuồng, tôi, Lạc Tông Cơ ngang dọc một đời, nhưng không ngờ lại gieo mình vào tay thần chết điện hạ. Tuy rằng không cam lòng, nhưng tôi phục. Thần chết điện hạ, tất cả những chuyện này hoàn toàn do tôi sắp đặt, không liên quan đến gia đình tôi. Bằng. Rút lời, Lạc Tông Cơ bóp cò tự tử. Ông ta hiểu sâu sắc, một khi mình ngã xuống, nếu không chết, chắc chắn sẽ liên lụy đến quá nhiều người. Chỉ cần ông ta chết, người nhà ông ta mới được bảo vệ, vì vậy Lạc Tông Cơ đã rất dứt khoát chọn cách tự sát. Rốt cuộc, ra khỏi chỗ nước đục vẫn cần trả lại, ngay lúc bị bắt đó. Lạc Tông Cơ vẫn luôn tìm cơ hội kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Ông cho rằng mình chết thì sẽ bình an vô sự. Tôi đã không còn là thiếu niên ngày trước, cha, điều tra kỹ cho tôi, bất cứ ai câu kết với Lạc Tông Cơ, bắt hết lại cho tôi. Dương Tiêu nhìn, chằm chằm thi thể Lạc Tông Cơ đã tắt thở, lạnh lùng nói. Người càng sợ hãi điều gì thì sẽ càng che đậy điều đó, gia đình Lạc Tông Cơ không biết chuyện này. Thực sự cho rằng Dương Tiêu này là kẻ ngốc sao? Vâng. Những người phụ trách của Long Ảnh trong tỉnh Đông Hải cung kính nói. Nhổ cỏ không nhỏ tận gốc, gió xuân thối qua lại mọc lên. Anh, Dương Tiêu sẽ không bao giờ cho phép sự việc như Đường Long xảy ra nữa. Sau khi bữa tiệc kết thúc, trong bệnh viện quý tộc số 1 Đông Hải. Trên giường bệnh, Lý Minh Hiên nhìn Dương Tiêu cảm ơn, điện hạ, cảm ơn. Mặc dù Lý Minh Hiên là một người đàn ông cứng rắn, nhưng đã bị tra tấn đau đớn như vậy. Cơ thể anh ấy đã không chịu nổi từ lâu rồi. Trong bữa tiệc, Lý Minh Hiên đã nỏ mạnh hết đà, nhưng ý chí của Lý Minh Hiên rất đáng kinh ngạc,
anh ấy đã kiên trì cho đến cuối cùng. Đều là người mình cả, khách sáo với tôi làm gì? Dương Tiêu mỉm cười. Trong lòng Lý Minh Hiên xuất hiện một dòng chảy ấm áp, anh biết Dương Tiêu sẽ không bỏ anh, sẽ đích thân đến cứu anh. Dương Tiêu lại nói, trong khoảng thời gian này hồi phục cho tốt, Lôi Đông đã biệt thân phận của tôi, ông ta sẽ không dám hôn với anh. Anh ập hãy coi Lôi Đông như thanh kiếm sắc bén trong tay, muốn làm gì thì làm. Tôi còn có việc ở Đế Đô, tôi về Đế Đô trước. Điện hạ, chú ý an toàn, Lý Minh Hiên trịnh trọng nói. Ừ, Dương Tiêu gật đầu. Trò chuyện với Lý Minh Hiên đôi câu, Dương Tiêu bay về Đế Đô ngay trong đêm. Về phía Đông Hải, Dương Tiêu đã không còn lo lắng, Lý Minh Hiên đã ngồi vững vị trí người đứng đầu nhà họ Lý ở Đông Hải, có Lý Minh Dương chăm sóc, không ai dám động đến Lý Minh Hiên. Về phân Lôi Đồng, ông trùm xô một trong vùng xám Đông Hải. Hiện tại Lôi Đông đã biết anh là phó tông phụ trách Long Ảnh, cho Lôi Đông 100 lá gan, ông ta cũng không dám có ý nghĩ sâu với Lý Minh Hiên. Hơn nữa, trước khi rời đi, Dương Tiêu đã chào hỏi người phụ trách của Long Ảnh trong tỉnh Đông Hải, trong thời gian này hãy chú ý đến mọi động tính của nhà họ Lý ở Đông Hải. Một khi Lý Minh Hiên bị uy hiếp, Long Ảnh ở Đông Hải sẽ tấn công toàn lực. Dù sao Long Ảnh cũng là người của chính phủ, không đến lúc cuối cùng tốt nhất không nên huy động. Khi đến Đế Đô thì trời đã sáng, đến bệnh viện, Đường Mộc Tuyê đang nói chuyện phiếm với Tô Thiên Lung, trên bàn còn có bữa sáng. Hai người đẹp, dậy sớm như vậy. Dương Tiêu nói đùa. Ây ai anh Dương Tiêu, anh đã về rồi. Tô Thiên Lung ngạc nhiên nói. Đường Mộc Tuyệt dịu dàng nhìn Dương Tiêu, cổ nhìn Dương Tiêu như đang nhìn người chồng ra ngoài làm việc, quan tâm nói, anh có mệt không, nếu không thì anh nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đi. Không sao, trạng thái không tệ lắm. Dương Tiêu cười nói. Dương Tiêu đã ngủ một giấc trên máy bay, lúc này Dương Tiêu thực sự không buồn ngủ. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết trò chuyện vui vẻ với Tô Thiên Lung, trong lòng Dương Tiêu hoàn toàn thả lỏng. Giờ phút này, tại nhà họ Dương ở Đế Đô. Lucifer đi vào phòng khách nhà họ Dương, bà cụ Dương và Dương Bân Hàn đang ngồi trong phòng khách. Đại nhân, Dương Bân Hàn kính cẩn nói. Lucifer nghiêm nghị nói. Vẫn còn 3 ngày nữa mới đến trận chiến quyết định giữa tôi và Dương Tiêu, tôi tới nói sơ qua về kế hoạch. 3 ngày sau, tôi sẽ có trận chiến quyết định với Dương Tiêu ở Tử Câm Thành, và nhà họ Dương các người cũng chính thức liên hôn với nhà họ Liêu, mà hướng đó tên Lý Thần Chiến kia sẽ tấn công, hiểu không? Đã hiểu, tôi đã hiểu, bà cụ Dương kính cẩn nói. Ánh mắt Lucifer u ám, nở nụ cười tàn nhân. Đúng vậy, 3 ngày nữa, anh ta sẽ chiến đấu đến chết với Dương Tiêu trong Tử Câm Thành. Trả thù cho việc mình bị mất cả hai tai. Anh ta muốn giết Dương Tiêu bằng chính đôi tay mình, để Dịch Tháp nhìn rõ sự lựa chọn của ông đã ngu ngốc đến mức nào. Sở dĩ Lucifer hỗ trợ nhà họ Dương ở Đế Đô chỉ có một mục đích, đó là dùng thế lực của nhà họ Dương ở Đế Đô liên tục kéo Dương Tiêu, khiến cảm xúc của Dương Tiêu dao động. Cao thủ chạm trán, tranh thủ thời gian. Nếu tâm trạng của Dương Tiêu bị dao động quá lớn, thì việc anh ta diệt Dương Tiêu là một chuyện dễ dàng. 3 ngày sau, tiền hành hai phía. Anh ta nhắm vào Dương Tiêu, Dương Bân Hàn cưới Liễu Như Yên cô chủ nhà họ Liễu ở Đế Đô, bà cụ Dương đã bổ trí sát thủ phục kích dê Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến là thân tín của Dương Tiêu, thậm chí còn có thể nói là anh em vào sinh ra tử. Nếu Lý Thần Chiến chết, nhất định sẽ chọc giận Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu đang chiến đấu lý trí bị dao động. Tuy anh ta không sợ Dương Tiêu, nhưng tránh có sai sót, Lucifer cũng phải chuẩn bị rất nhiều. Nhìn Lucifer đang quyết tâm phải thắng, Dương Bản Hàn cảnh giác nói, đại nhân, lão già Trịnh Thu của nhà họ Dương chúng tôi thì xử lý như nào? Nếu lão già này ra tay, nhất định sẽ uy hiếp mạnh đến anh. Đúng vậy, Lucifer đại nhân, Trịnh Thu không phải người tốt gì. Bà cụ Dương khá lo sợ. Thực lực của Trịnh Thu không bình thường, nếu Trịnh Thu can thiệp, đây không phải là chuyện tốt đối với Lucifer. Lucifer nở nụ cười âm u, yên tâm. Sẽ có người xử lý ông tai. Vậy thì tốt, bà cụ Dương và Dương Bân Hàn nhìn nhau, cả hai đều cười thành tiếng. Chỉ cần có người đối phó với Trịnh Thu, chờ Dương Tiêu chết, không ai có thể giáng một đòn chí mạng vào nhà họ Dương ở Đế Đô nữa. Ha 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 hải, Lucifer cười tà ác. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Sáng sớm ngày thứ 3, bên trên tòa. Nhà cao lớn của nhà họ Dương ở Đế Đô, hai bóng người nghiêm nghị đứng bên cạnh Lucifer. Hai người này là lão điều bạn tốt của Lucifer và Caesar sát thủ hàng đầu thế giới, đứng thứ 3 trong thiên sứ rực cháy của tuyệt thê Long Môn. Hai người,
chuẩn bị xong chưa? Lucifer cười sâu xa. Xuất phát được rồi, Caesar và lão điều đều mang vẻ mặt vui đùa. Như thể họ phải là người chiến thắng cuối cùng trong trận chiến này, cuối cùng Dương Tiêu sẽ chết trong sự hợp tác mạnh mẽ của họ. Và lúc này Dương Tiêu cũng nhìn lên vị trí trong tử cấm thành, đã đến giờ xuất phát. Trong phút chốc, mưa gió đang ập đến. Trận chiến lớn sắp bắt đầu. Bên trong một khách sạn sang trọng nào đó ở Đề Đô. Dịch Thấp uống hệt một chai sữa chua uông, ông không nhịn được than thở, thật sự không còn trẻ nữa, trước đây y tối nào cũng làm chú dễ, dày vò thế nào thì dày, bây giờ thì hay rồi, đã trở thành xương cốt già, dày vò không thể cử động nữa. Thật sự rất hoài niệm thanh xuân, khi còn trẻ tiêu một mét cản được gió. Bây giờ thì hay rồi, cùng chiêu với gió còn ướt dày. Rõ ràng là đêm qua Dịch Thấp lại tung tăng, đến bây giờ quảng mắt của Dịch Thấp vẫn còn đen. Đi, chuẩn bị thêm một thùng sữa chua uông dinh dưỡng cho tôi không tin không tìm lại được cảm giác năm đó. Dịch Thấp tâm huyết dâng chào nói. Am Kim Long Vương bước tới tôn kính nói, đại nhân, hôm nay là ngày quan trọng của Long Chủ Điện Hạ đối mặt với Lucifer, chúng ta có nên hành động không? Hành động, chim ưng non rốt cuộc cũng phải bay cao lên trời, không cần quan tâm tới cậu ấy, là rồng hay sâu đều tùy tạo hóa của nó. Đi chuẩn bị quan tài, chuẩn bị chôn cất cho thằng nhóc này bất cứ lúc nào. Dịch Thấp xua tay nói. Chôn cát, chuẩn bị chôn cát Dương Tiêu bất cứ lúc nào. Ám Kim Long Vương lau mồ hôi lạnh trên trán, lão Long Chủ vẫn chân thật như trước. Dịch Thấp có thể có được địa vị như ngày hôm nay tất cả là do năm đó ông đã nghiến răng tập đâm lê liều mạng. Ông không thể bảo vệ Dương Tiêu cả đời, nếu Dương Tiêu còn không có thể giết được Lucifer, thì làm sao có thể bi huy tuyệt thể Long Môn. Thà bị giết trong tay Lucifer còn hơn là rơi vào tay những kẻ sâu xa khác trong tuyệt thê Long Môn. Vâng, đại nhân, Ám Kim Long Vương đáp. Ngừng một chút, Dịch Thấp ném thanh kiếm dài đặt bên cạnh cho Ám Kim Long Long Vương, tiện thể, tạm thời cho thằng nhóc thối mượn thanh kiếm này. Đã hiểu, đại nhân, Ám Kim Long, Vương cầm thanh kiếm dài kính cẩn lui ra. Vùi giờ phút này, Dương Tiêu đã đến tử cấm thành. Thời tiết ảm đạm, đêm qua tuyết rơi dày đặc, đến bây giờ cả bầu trời vẫn còn vương một lớp trắng xóa. Nhiệt độ lạnh thấu xương. Khung cảnh ớn lạnh. Nhìn xung quanh, toàn bộ thiên phủ chỉ quốc đều là tuyết trắng, những tòa nhà cổ kính dính đầy lớp băng, gió lạnh gào thét, trong tử cấm AI khổng lồ cũng không có khách u lịch điện hại. Dương Tiêu vừa định đặt chân, bóng dáng của Ám Kim Long Vương lập tức xuất hiện. Dương Tiêu nhìn về phía Ám Kim Long Vương, sao ông lại tới đây? Thầy tôi bảo ông tới à hai? Vâng, điện hạ, lão Long Chủ bảo tôi đưa thanh kiếm này cho điện hạ. Ám Kim Long Vương giơ tay đưa kiếm cho Dương Tiêu. Dương Tiêu cầm lấy kiếm dài, anh vừa mới nhận, một cảm giác nặng nề đột nhiên ập tới. Cảm nhận được sức nặng trên thanh kiếm dài, Dương Tiêu rất ngạc nhiên, thanh kiếm dài gần 1 mét tiêu chuẩn, nặng ít nhất 25 kg. Ngoài ra, vỏ kiếm của kiếm dài này đen xì, không có một chút màu sắc kỳ lạ nào, nhưng lại mang đến cảm giác uy áp mạnh mẽ. Chuôi kiếm là một đầu rồng đen, mặc dù không có vỏ bọc, nhưng một luồng sáng chói lọi lao thẳng lên trời cao. Kiếm tốt, Dương Tiêu cảm thán. Thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy, Dương Tiêu đã nhìn thấy quá nhiều vũ khí tinh xảo. Kiếm rồng đen này tuy có vẻ bình thường, nhưng thực lực bên trong khiến người khác không thể khinh thường. Dương Tiêu nhìn về phía Ám Kim Long Vương, nó tên là gì? Lão Long Chủ gọi nó là Vảy Ngược. Ám Kim Long Vương nói thật. Vảy Ngược, tên hay, Dương Tiêu thưởng thức rồi lại kinh ngạc. Vảy ngược của rồng, chạm vào lập tức tức giận. Ai chạm vào vảy ngược lập tức bị chém không thương tiếc. Nghe tên của thanh kiếm rồng đen này, Dương Tiêu có thể cảm nhận được trạng thái của Dịch Thấp kiên định như thế nào. Đã đạt đến mức độ của Dịch Thấp, thực sự bất cứ ai chạm vào vảy ngược của anh, nhất định giết không tha trước khi rời đi. Ám Kim Long Vương lại nói, điện hạ, theo lời dặn của lão Long Chủ, đã chuẩn bị xong quan tài cho cậu, tôi lui trước. Ông già này đúng là coi thường người khác, giữ quan tài cho chó già Lucifer đi. Dương Tiêu cười nhẹ, cộp cộp. Sau khi dứt lời, Dương Tiêu không còn do dự nữa, anh chậm rãi đi về phía bên trong tử cấm thành. Không cần nghỉ ngờ, tử cấm thành rất lớn, khoảnh khắc Dương Tiêu bước vào, ba luồng hơi thở lớn đã bao phủ anh. Cảm nhận được ba lực mạnh rộng. Lớn này, Dương Tiêu không thay đổi sắc mặt bước vào tử cấm thành. Đêm qua tuyết rơi cả đêm, lớp tuyết trên mặt đất dày ít nhất 10 cm. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 41.